Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hai, cội nguồn của mọi điều xấu và tốt là thức ăn. A, thức ăn và những điều mai rủi. Hỏi, thưa thầy, thầy hay nói về ăn uống đạm bạc và ít nói về mai rủi. Thầy cũng không nói quá nhiều về nhân tướng học. Có câu ngạn ngữ, quá nhiều thì sẽ giống như không đủ. Thái quá, tắc bất cập. Xin thầy hãy đọc các sách cổ, giảng thêm về nhân tướng học và nghệ thuật đoán số mệnh. Trả lời, tôi thực sự nghe bạn. Từ thuở bé, cha mẹ tôi rất nghèo khó. Do đó, tôi không được đi học và không thể được đọc một quyển sách nào. Sau đó, tôi theo học một vị thầy nhân tướng học cổ điển, nhưng chỉ vài ngày vì tôi không thích theo các ông thầy già. Nhưng 3 năm trước, có một học giả đọc cho tôi nghe quyển sách của Đức Khổng Tử, Con đường lớn để trị quốc bình thiên hạ. Lúc đó, tôi 47 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe những lời dạy kỳ diệu trong cuốn sách đó. Tôi hiểu rõ chân giá trị của nhân tướng học. Nhân tướng học chân chính là đạo lớn để phục vụ sức khỏe bản thân và hướng dẫn xã hội và thế giới. Đó là lý do vì sao tôi tập hợp được nhiều người và nói cho họ nghe về lối sống của tôi. Với tâm niệm đó, tôi bắt đầu nói với họ về may rủi. Nhưng sau đó, tôi chỉ còn hướng dẫn cho mọi người và không nói nhiều với họ về may rủi nữa, vì tôi phát hiện ra rằng thức ăn là cội nguồn thật sự và sự mở đầu của lối sống này. Do đó, tôi nói rất nhiều về thói quen ăn uống. Mọi điều tôi đang nói đây đều nhằm mục đích phục vụ cho trái tim, tâm hồn và cơ thể của bạn. Tôi có thể thành thực nói rằng cơ thể và linh hồn được nuôi dưỡng bởi thức ăn. Nếu bạn ăn uống không ổn định và vững vàng, bạn không thể làm chủ được cơ thể và tâm tưởng của mình. Đó là lý do vì sao mà thức ăn trở nên quan trọng đến như vậy. Hạnh phúc của bạn đến từ thức ăn, nỗi buồn bã cũng đến từ thức ăn. Hàng triệu thứ, từ xấu đến tốt, đều do thức ăn mà ra. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha,